chúng ta thấy trong gia đình của mình, nếu cha mẹ tiếp nhận được giáo dục rất tốt thì con cái chúng ta cũng không tệ, chắc chắn luôn. Nghe không? Thí dụ như người làm cha làm mẹ này chạy xe vượt đèn đỏ thì con mình nói công nhận cha mẹ quay thiệt, chạy xe mà vượt đèn đỏ luôn, con cũng học theo cha mẹ vượt luôn đèn đỏ. Các vị thấy cái việc mình làm đó con nhìn thấy, con nó thấy rằng đèn đỏ cái ai cũng ngừng, nhưng mà cha mình công nhận ghen, chạy cái dù ngang, ai cũng đầu hàng cha mình hết. Có một người cầm cây đưa lên cha đứng lại, nghĩa là cha vẫn còn ngon, là cha qua mặt được nhiều người. Cũng vì cái giáo dục đó đó mà một ngày nào xảy ra tai nạn và con mình cũng bị tai nạn. Vì sao? Vì thấy cha mẹ làm như vậy con làm theo. Chúng ta đang ẵm con mình đi theo hoặc dẫn con mình đi theo, nó thấy mẹ nó đang hốt rác ở nhà, cầm nguyên bịch rác lợi sang nhà người ta liệm vô, đứa con nói mẹ công nhận quay thiệt, rác nhà mình mà dám liệm qua nhà người ta, con sau này con cũng làm y rang mẹ luôn. Quý vị biết rằng đó là nền giáo dục xác thực nhất luôn. Thí dụ như giờ thầy cô giáo đi karaoke hoặc là cô giáo thầy giáo đồ, khi chúng ta dạy học xong nghỉ, chúng ta tập trung các em lại rồi nhậu nhẹt hơi lố quá, ăn chơi hơi lố quá, thì học sinh nhìn thầy cô giáo như vậy làm theo y rang chứ thì sao. Thấy cô giáo mình vô dạy học trang điểm mặt mày như bà bóng thì các em học sinh nói rằng công nhận cô giáo trang điểm xịn sò thiệt, em cũng phải trang điểm theo cô giáo. Rồi thấy cô giáo của mình bận đồ không dây, không dây luôn, nói cho đừng nói ai dây, cô giáo bận đồ không dây, thấy không? Thì học sinh sẽ nhìn theo học y rang cô giáo bận đồ không dây. Vì thấy cái nền giáo dục nó xác thực chưa? Nó cực kỳ xác thực luôn. Nên cái người làm ngành giáo dục quý vị, nó không phải là quá khô cứng, nhưng nó cũng quá, nó cũng đừng nên quá lố. Tại vì sao? Vì mình lố quá mình dạy học sinh ra gì. Bây giờ điển hình bản thân những đứa không phải nói mình tốt gì, nhưng những đứa được cái nhiệt tình thì quý vị thấy điểm chùa chúng ta ai vô đây cũng nhận thức nhiệt tình, đúng quý vị? Người nào cũng rất là nhiệt tình, thấy chưa? Thì nó cũng nói rõ ra quý vị về đây đông là quý vị biết ở đây nhiệt tình nè. Còn nếu như mình về đây mà bây giờ người trong đây người ta gặp mình, ta nói ồ đi vô đây chỉ đông dữ à, sao tầng nào cũng vô á, sao cực quá, sao mệt quá, thì quý vị đâu có đi vô đây làm chi nữa. Nhưng người ta chào đón mình niềm nở vui vẻ thì quý vị mới đi đến đấy. Xác thực không quý vị? Rất là xác thực. Thì trước mắt quý vị thấy là những đức rất nhiệt tình, vui vẻ, thì đa phần người bên cạnh những đức đều là nhiệt tình và vui vẻ. Điểm này thấy rõ đúng không? Nên cái nền giáo dục nó bắt nguồn từ chúng ta. Thí dụ như giờ những đức ngày xưa ăn trộm, ăn cắp, thấy đồ đạc của người ta rớt lụm liền, lụm. Lụm bỏ cho tôi. Ta lợi ta hỏi anh, đồ tôi nãy rớt anh có thấy không anh? Sao thấy? Đồ mà sao thấy được? Đồ rớt ở đâu? Rớt chỗ nào? Hôm nãy đi ngang chỗ này, chắc có nhớ kỹ coi chừng đi chỗ nào á, chứ nãy giờ tôi đi qua lợi chỗ này đâu thấy gì đâu.
Hiểu không? Về mình nói cho vợ mình nghe, em hồi nãy anh lụm được tiền, thấy người ta đi ngang người ta hỏi có lụm được không, anh ngu vậy nó lụm được. Đứa con nó nói công nhận cha mình đặc biệt ghê, lụm của người ta không bao giờ trả, mai mốt tao cũng không trả đồ cho ai, tao lụm mà tao lấy luôn, nó đố mà tao trả luôn. Đúng không? Iran quý vị, Iran luôn mà. Chính bản thân nhà Đức thấy rõ ràng, ở dưới quê nhà Đức thấy cái gia đình chuyên đi sơm ếch, đứa con sanh ra nó sơm ếch giỏi còn hơn cái gì nữa, rõ ràng không? Nó chiêu cảm cái quả báo quý vị ơi. Tự nhiên người cha sơm ếch rất giỏi, tự nhiên sanh ra đứa con nhỏ xíu à, người cha cầm cái mũi chỉ bự, đứa con nhỏ cầm mũi chỉ nhỏ, con sơm ếch to còn đứa con sơm nhái, kinh khủng không? Sau này nó lớn lên nó trở thành chuyên nghiệp sơm ếch, sơm ếch to. Còn gia đình này chuyên đi bắt nhái, sanh con ra chuyên đi bắt cóc. Cái quả báo gì đâu mà kinh khủng thì quý vị. Chiêu cảm, thấy không? Còn cha mẹ này chuyên ăn trộm, sanh con ra lớn lên ăn cướp. Nó còn dữ hơn cha nó nữa. Người ta nói con hơn cha thì nhà có phúc, còn này nó trộm cắp còn hơn cha nó không biết có phúc hay có họa không biết. Cuối cùng cha nó đi vô tù ngồi, nó lần lượt cũng đi theo cha nó vô tù ngồi luôn, nhân quả tương đồng. Thấy không? Bây giờ những điều những Đức nói với quý vị nghe đây để chúng ta đưa lên quy trình rồi chúng ta mới sửa lại. Bây giờ chúng ta tiếp nhận giáo dục để chúng ta sửa lại đi. Đó là những cái điều xấu đó nghe. Rồi xong những Đức nói lời giả dối. Ví dụ như có người ta đi ngang, có hai cô gái đi ngang, có người lại gặp như Đức hỏi anh có thấy hai cô gái đi ngang không? Như Đức hỏi hai cô gái thì sao? Hai cô cao cao lùng lùng mập mập ốm ốm sao kỳ vậy? Thì có chỗ càng cao thì cao, có chỗ càng lùn thì lùn, có chỗ càng mập thì mập, mà có chỗ càng ốm thì nó ốm, thì nói vậy đó. Rồi xong anh nãy giờ anh ngồi đây mà anh thấy có hai người đi ngang không anh? Không, không thấy. Trong khi thấy có người đi ngang mà nói không đó, nói lời giả dối quý vị, rồi chiên gạt người ta, đúng không? Thì bây giờ mình nghe giáo dục rồi mình sửa lại. Từ hôm nay mình đừng có gạt người ta lỡ nữa. Cái giáo dục là nó làm cho mình tốt lại mà quý vị. Sửa lại. Vì mình thấy cái hành động đó nó không tốt rồi, mà mình làm như vậy thì con cháu của mình hoặc là học trò mình nó làm theo Iran. Thì bây giờ bản thân chúng ta sửa lại quý vị. Rồi nãy mình lụm đồ người ta, mình người ta hỏi anh có thấy không? Nói không, không, không. Đồ trong túi tao, đổ mà tao trả. Hiểu không? Vậy thì bây giờ mình sửa lại là mai mốt mình lụm đồ của ai? Hiểu không? Mình nêu lên rằng có ai gớt đồ không? Hoặc là người ta hỏi là mình đưa liền. Nhớ. Thí dụ như bây giờ người ta gớt chiếc điện thoại iPhone hiệu con cắt kè. Bây giờ nói vậy thì là như Đức không có xài điện thoại, như Đức không cành điện thoại. Thế bây giờ người ta lỡ người ta hỏi là anh tôi nghe nói là anh lụm được chiếc điện thoại, anh cho tôi xin lại được không? Mình hỏi điện thoại gì? Nó là iPhone. À đúng rồi, hiệu gì? Là hiệu con vịt. Không phải. Cái này iPhone hiệu cắt kè, anh nói hiệu con vịt là sai rồi. Tôi phải đưa đúng cái người nói rõ ràng, anh nói sai rồi. Nói lại đi chứ. iPhone hiệu con cắt kè mà nói hiệu con vịt là chịu thua. Lụm rồi nhưng phải đưa cho nó đàng hoàng, biết đâu gặp kẻ gian sao quý vị. Còn khi mình lụm cái bóp tiền, mình không có gian, mình lụm xong mình đếm tiền. Mình đếm tiền trong đó coi bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, xong cái người kia lỡ nói rằng là tôi nghe nói anh lụm được tiền, anh cho tôi xin lại. Mình hỏi là như vậy tiền nó để ở đâu? Nó để trong cái bóp màu gì? Trong khi mình lụm màu đỏ, họ nói bóp màu vàng. Sai rồi, thôi được anh, không phải của anh. Bóp này không phải của anh đâu. Chứ không phải là mình cầm xong người ta hỏi cho mình đưa liền.
Tại vì trong cái cõi đời này có nhiều người không phải, thì chúng ta phải đưa đúng người bị mắc của chứ quý vị, đúng không? Phải có trí tuệ. Nên hướng dẫn đây là cả người trong chùa mình, cả các cháu cũng có góc độ sáng suốt. Mình không có tham nhưng mà mình phải đưa đúng người chứ, hiểu không? Nên cái nền giáo dục là bắt nguồn từ ngay chúng ta mà làm ra. Mình tốt bao nhiêu thì người ta sẽ tốt bao nhiêu. Chúng ta chưa được tốt nhiều nên người bên cạnh mình có tốt nhưng mà tốt cũng chưa đến được cao quá, hiểu không? Cái này là 100% luôn. Nên thầy cô giáo nên nghe chỗ này, vì nền giáo dục bắt nguồn từ ngay chỗ thầy cô giáo đó. Bây giờ đừng có đem cái văn học đi dạy người ta suốt mà quên mình. Tại vì cái văn học này á, nó cũng áp dụng khi mình giảng dạy, nó cũng áp dụng cho mình luôn đó quý vị. Mà rất nhiều thầy cô giáo chúng ta cứ nghĩ mình là người dạy người ta, quên đi mình là người phải cần học. Thấy không? Nên mình là cô giáo cỡ nào thì chúng ta bận đồ cũng cho nó đàng hoàng. Bây giờ mình là cô giáo dạy học mà mình dạy học xong mình cởi cái áo dài ra, mình thay cái quần đùi, bận thêm chiếc áo dây đi ngông ngông ngoài đường ta, học trò nó nói ô cô giáo, nhìn cô giáo bẩn quá, đúng không? Vậy coi là học trò học theo Iran rồi, đúng không? Còn thí dụ như bây giờ đi, thầy cô giáo đi karaoke ok với học trò, mình dẫn các cháu đi chơi cho các cháu nó vui, nhưng bản thân mình phải quan sát các học trò của mình. Mình không có chơi, mình quan sát, nhưng mà nó cười mình cười theo nó. Mình làm nóng cho nó vui, nhưng bản thân mình duy trì bản thân mình phải tương đối. Nhưng cho các cháu vui xong mình quan sát các cháu. Khi mình quan sát các cháu, những điểm gì của các cháu không phải, chúng ta vô lớp học chúng ta nhắc lại cho các cháu nghe, bữa đó chơi như vậy như vậy, đúng không? Còn bây giờ thầy cô giáo mà uống bia rượu cho xỉn say rồi mình quá lố, học trò nó nhìn ngược cái lỗi của mình lại, thì bản thân của chúng ta dạy không thể nào tốt được quý vị. Hãy nhớ kỹ rằng là nhân vô thập toàn, nhưng cái gì làm được thì cố gắng mà chúng ta làm cho tốt. Nên cái hạnh phúc lớn nhất á, là người làm cha làm mẹ ảnh hưởng cho con của mình. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Bản thân mình nghèo cũng là dựa vào đôi tay của mình để sống, chứ không phải ăn trộm cắp của ai. Thì cha mẹ làm như vậy thì cũng dạy con như vậy. Dù bây giờ mình nghèo nhưng mà mình còn có cơ hội để lập được sự nghiệp, còn hơn là mình không còn cơ hội gì cả. Nên mỗi một con người mừng nhất là chúng ta được tiếp nhận giáo dục. Thí dụ như giờ quý vị đi về chùa, bây giờ những đức muốn khuyên quý vị mở rộng tâm lượng thì những đức phải làm sao? Bản thân của những đức phải mở rộng tâm lượng, đúng không quý vị? Tại vì cái việc này nếu mình không làm được, mình không có khuyên người ta được. Vậy thấy hồi chiều mình đổ bánh xèo cho người ta ăn, tuy là một người một cái rưỡi bánh xèo, quý vị có thể đi mua ăn thoải mái, không có gì, không có trở ngại. Nhưng quý vị có biết rằng 3.000 cái bánh xèo thì nó sẽ như thế nào, đúng không? 3.000 bánh xèo thì sao? Quý vị có thể mua một miếng bánh kem này ăn, có ăn thua gì đâu, được, quý vị mua được. Nhưng quý vị có thể mua mấy chục cái bánh kem thì hơi khó, đúng không? Đó. Thì bây giờ chúng ta muốn hướng dẫn người thì bây giờ chúng ta làm cho người thấy đi. Bữa nay hình như cũng có mấy chục cháu nó vô chùa nè. Những đức nói thiệt với các con chứ, bây giờ học trò đi học đa phần là gì? Thành tích của học tập. Thành tích đến mức á, mà đè nhau về thành tích. Bạn chúng ta học giỏi hơn chúng ta thua bạn một điểm thôi, trong lòng đã cảm thấy bất mãn bạn này, tức, tao thua mày, tao tức. Mà cả cha mẹ cũng dạy con phải đấu tranh.
chúng ta có quyền nỗ lực, có quyền cạnh tranh đúng với khả năng của mình, nhưng đừng nên tạo dựng ra đấu tranh. Đúng không? Nhưng mà cha mẹ không hiểu, mày phải đấu tranh, mày phải qua mặt nó, tạo dựng cho con mình một cái thành tích về học tập quá cao. Nhưng mà con mình lại thiếu tư tưởng giáo dục của đạo đức làm người. Nhưng mà con người mà thiếu tố chất về giáo dục đạo đức thì xin thưa quý vị, con người này dù có học thức cao đi chăng nữa, có địa vị, nhưng người này sẽ bị thất bại. Vì không ai tiếp nhận quý vị, làm sao bị thành công. Một ông chủ mà người ta không tiếp nhận gì giáo dục đối với ông thì ông chủ này cũng bị người ta phê phán à. Sự nghiệp của ông chủ này 100% là sự nghiệp của ông chủ này có vấn đề xảy ra, chắc chắn quý vị luôn. Thí dụ như mình có cơ hội mình vô đây mình ngồi mình nghe ông thầy này ông giảng dạy, mình ngồi mình nghiêm túc mình nghe thử coi như thế nào ông thầy này ông nói cái gì. Không lẽ bao nhiêu con người này người ta thua mình sao? Chúng ta chỉ cần có góc độ sáng một chút thôi. Như buổi giảng của những đức lễ Bí Di Đà, mấy chục ngàn người nghe. Một cái ông chạy xích lô, một cái bà bán bánh bò, một cái ông cuốc đất ở dưới quê lên, đi long ngong xung quanh. Cả đời ông cuốc đất và đổ bánh bò. Tại vì sao? Không lẽ bao nhiêu con người ngồi đây người ta thua ông sao? Ông hãy ngồi bình tĩnh, ông nghe thử coi cái ông thầy này ông nói cái gì. Đúng không? Không lẽ mình hơn bao nhiêu con người ngồi ở đó? Chúng ta chỉ cần có góc độ vậy thôi thì chúng ta sẽ bình tĩnh để học tập liền. Không nói gì, khoan hãy nói cái chuyện không cần nghe. Trong cái cõi đời này á, đi một ngày đàn học một sàng khôn mà. Khéo học một chút thì sẽ học giỏi. Đơn giản là cái cách đối nhân xử thế thôi. Dù chưa đi tu gì hết trơn á, nhưng mà trong ngành nghề nào chỉ cần bạn có khả năng nói chuyện thôi, bạn là người đặc sắc rồi. Bạn có khả năng giao tiếp, bạn là người hay rồi. Những đức nói với vị nghe nghe, 100% luôn, những đức đã gặp nhiều đại học ra trường ngớ người. Khi gặp rồi đơ đơ không biết nói gì cả. Một lời chào, một lời cảm ơn, một lời giao tiếp không biết nói như thế nào. Những đức nói đại học ra trường mà vậy đó hả? Vì học ngành này là để cái ngành này lấy ra cái bằng cấp này để là xin việc làm phải không? Nhưng mà học ra thì phải làm sao phát huy được cái bằng cấp này. Mà bằng cấp này phát huy mà để thành đạt là gì? Ngay chỗ nào? Nó ngay chỗ giao tiếp con người mà thành đạt đó quý vị. Ngay giao tiếp con người mà thành đạt. Một con người mà thiếu khả năng giao tiếp thì hoàn toàn bị thất bại. Quý vị biết rằng Xuân Hòa, ca sĩ Xuân Hòa mù, nhưng quý vị thấy khả năng của Xuân Hòa giao tiếp chưa? Nhưng bạn có thông minh gì đi chăng nữa, bạn cũng không đặc sắc bằng người tu hành đâu. Cái người tu hành họ sẽ dè dặt lại vài bước sau nữa quý vị. Còn bạn chỉ có bước đầu là bạn đã phát triển rồi. Bạn cũng lanh đó. Nói về mặt thế gian thôi thì một số người cũng không bằng bạn. Nhưng nếu bạn học Phật thì bạn lùi thêm vài bước sau nữa đi. Bạn phan hãy nắm bắt cơ hội sớm quá. Dù là bạn có cơ hội đến chỗ đông người, nhưng bạn phan hãy nắm bắt cơ hội đi để phổ biến mình. Mà bạn hãy chậm lại để chờ cơ hội. Bạn như vậy thì mới thật sự người có trí tuệ. Hiểu không? Nhớ kỹ nghe. Xuân Hòa là người khiếm thị, nhưng khả năng giao tiếp và nói chuyện rất lanh lẹ. Vì sao? Vì đi hát dạo và bán kẹo kéo mà không lanh lẹ thì làm sao để mà có cuộc sống? Từ cái giao tiếp của người ta mà có thêm giọng hát hay, từ một người mù mà cũng làm nên sự nghiệp. Thấy không? Đi hát thôi, người khiếm thị, chồng khiếm thị, vợ khiếm thị, mở ra chung cư, mình mua một cái chung cư bên quận 12, xong mở ra một cái chỗ thu âm cho người khiếm thị luôn. Người mù mà có khả năng như vậy, bị nghĩ sao? Quý vị coi, như chàng nít cục tay cục chân. Người ta cục tay cục chân mà người ta làm được chuyện phi thường của thế giới, phải công nhận. Tại sao bao nhiêu con người có tay có chân chúng ta không nhìn ra những con người này để phát triển tiềm năng của mình thì mới là giỏi. Đúng không?
Ví dụ như bản thân Nhân Đức, trình độ học lớp 3 ở lại 9 năm. Trình độ học vấn chúng ta không cần phải nói đến sự thành công của chúng ta. Rất là nhiều ông chủ thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời không phải là bằng cấp, mà là sự giao tiếp. Quý vị có nghe qua câu chuyện của ông chủ Tôn Hoa Sen chưa? Ông ngày xưa chạy xe ôm mà, là một người đơn giản bình dị mà, nhưng ông thành đạt được một cái sự nghiệp cực kỳ lớn. Ngoài đời ông cũng là ông chủ, đi tu ông cũng là chủ chùa. Quý vị đi hỏi học vấn ông có cao quá không? Quý vị đi hỏi thử đi. Bằng cấp không nói lên gì cả. Nếu bạn có bằng cấp mà bạn có khả năng giao tiếp thì bạn rất là đặc sắc. Nhưng tôi không có bằng cấp, tôi có tiền, tôi có thể mướn người thông dịch, tôi đi các nước trên thế giới cũng được. Hiểu không? Không đi đâu mà không được. Tôi bỏ tiền ra thôi. Thuê người khuyên dịch, mày mà khuyên dịch sai tao đuổi mày luôn. Tao không chủ mà, quý vị. Đúng không? Nên từ nơi đó rất là rõ ràng, có gì đâu khó. Nên từ nơi đó mà cái giao tiếp giữa con người đến với con người rất quan trọng. Sau này mình nè, bây giờ các lớp nhỏ đây nè, các con sau này đi học ở nước ngoài, các con ra nước ngoài, các con hội nhập được nước ngoài. Nhưng các con trở về đất nước chúng ta hội nhập vô đất nước của mình, thì con người các con vô cùng đặc sắc. Nhưng các con thường bị cái bệnh này, đi ra nước ngoài thì hội nhập nước ngoài, trở về nước mình thì đem nước ngoài làm chuyện lạ đối với nước mình. Phải chi mà ra ngoài đó thì hội nhập được như người ta, trở về Việt Nam thì hội nhập vào nước Việt Nam. Quá thông minh, đặc sắc vô cùng, đúng không? Nếu như mà lắng nghe được những tư tưởng này thì đúng là quá tuyệt vời luôn. Nhưng Đức nói thiệt, con người nghèo nhưng mà đừng nên mắc dữ tính. Tập nói thật đó là một việc cực kỳ quan trọng. Bây giờ các cháu nhỏ nhỏ ngồi đây các con, Nhân Đức nói thiệt nha, nhiều cháu nhỏ ngồi ở đây, các con chơi với điện thoại còn nhiều hơn cha mẹ các con. Cha mẹ các con sinh các con, nuôi các con khôn lớn, làm cực khổ cho các con đi học, nhưng các con lại thân với điện thoại còn hơn cha mẹ nữa. Có khi cầm điện thoại chơi mà cha mẹ kêu ăn cơm, mà có khi còn không muốn buông điện thoại đi ăn cơm. Các con tương lai thành đạt gì? Không có thành đạt gì cả. Dù có bằng cấp gì cũng là vô dụng. Vì sao? Vì các con không biết trân quý khi mình còn được ở bên cạnh cha mẹ. Một ngày nào 18, 19 tuổi chúng ta có gia đình, chúng ta sẽ xa cha, xa mẹ. Vì sao chúng ta không trân quý lúc còn nhỏ này? Chúng ta được gần gũi cha mẹ của mình, đúng không? Nên quý vị biết rằng cái sự phát triển của xã hội làm cho con người ta biến chất về mặt đạo đức. Mà mặt đạo đức nó đã biến chất rồi, bạn không có thành đạt đâu. 100% nhiều ông chủ lớn đều là do từ đối nhân xử thế giỏi. Đối nhân xử thế giỏi và biết nắm bắt cơ hội. Và con người rất là bình tĩnh trước sự việc thành công. Khi thành công một việc gì, người ta có thể lùi lại để thành công cao hơn, chứ người ta không vội vàng. Những người thường vội vàng là những người thất bại. Trước công chúng mà để mất lòng tin, đó là cái thất bại. Dù bạn có giỏi gì giỏi, nhưng trước công chúng bạn phan hãy nói đến vật chất, đúng không? Bạn muốn của cải vật chất đều quy về bạn hết, thì bạn hãy đổ ra hết cho tất cả con người đi, thì của cải vật chất hoàn toàn quy về bạn. Nhân Đức nói cái thằng Việt Nam chúng ta mà, cái thằng mà người Việt Nam chúng ta, cái thằng gì? Quang Linh hả? Thấy không? Người Việt chúng ta, quý vị thấy không? Đi qua bên nước châu Phi phải làm vang danh nước Việt Nam chúng ta chưa? Đúng gọi là tố chức, tố chất của chờ phú, góc độ cực kỳ cao. Ai mà đi qua bên đó, bên châu Phi, bên tự nhiên à, mà gầy dựng sự nghiệp kinh khủng thiệt chứ. Không phải nó nói về mục tiêu gầy dựng sự nghiệp, mà nó có một cái tâm gì quý vị ơi. Một cái tâm là mong muốn cho đất nước châu Phi nó phải phát triển như thế nào. Không ngờ con đường đó lại là con đường thành đạt sự nghiệp lớn nhất của cuộc đời của anh. Đúng không? Rất rõ ràng chưa? Góc độ cực kỳ sâu sắc luôn. Vậy thì cái việc làm của
Cái anh quan linh đó làm như thế nào? Anh đi cắt nhà cho người dân ở đúng không? Anh làm sao để có nước cho người châu Phi uống? Anh phải làm sao tạo dựng cho người châu Phi có công ăn việc làm? Anh dạy người châu Phi trồng trọt gì rau củ quả, trong khi đất nước châu Phi rất khổ, nước còn có uống. Nhưng anh qua bên đó anh cải cách, anh tạo ra cái nguồn sống cho người ta. Nên tất cả người dân ở khu vực đó cứ cho anh là Bồ Tát, là Phật, tôn trọng anh thì anh thành đạt. Ban đầu là lo cho người ta, nhưng sau lại là người ta hoàn toàn phải quy về mình. Nên quý vị biết vì sao có nhiều quốc gia mà họ không thể nào chiếm hữu được một đất nước nhỏ không quý vị? Vì chính họ đàn áp người ta quá. Nếu như họ có thể hội nhập vào một nước nào, nhưng họ đưa ra một chế độ còn đặc biệt hơn quốc gia đó, thì họ thu phục quốc gia đó rồi, còn gì nữa quý vị? Hiểu không? Bây giờ mình làm cha người ta, mình cứ lo cho con đi, thì con nó sẽ nghe lời cha mẹ thôi. Lo và dạy đàng hoàng thì thấy đúng là một chế độ quá tốt. Ai mà không đi theo quý vị? Đó. Có nhiều người hỏi Nhân Đức, vì sao trong chùa mình nhiều người trẻ vậy mà làm việc cực lực, làm việc mà không muốn nghỉ? Thầy làm cách nào mà họ làm được như vậy? Những Đức nói rằng chế độ tốt. Hiểu không? Bạn luôn luôn á là hội nhập vào cái căn nhà của bạn mà bạn quên cái chế độ của người ta, cái lối sống của người ta, thì ai làm việc cho bạn hết lòng? Bạn hãy cho người ta một cái lối sống tốt đi, một lối sống đầy đủ cũng như bạn đi, rồi bạn sẽ thấy người ta làm cỡ nào. Thấy không? Nên cái nền giáo dục bắt nguồn từ đâu? Từ ngay chúng ta mà làm, gây dựng từ ngay chúng ta đi. Nên chùa chúng ta mỗi tuần thứ bảy là một điểm để cho các cháu được mỗi tuần trở về đây, cuộc sống nhân sinh, bạn bè nhỏ nhỏ được cùng chơi với nhau buổi chiều, rồi xong chúng ta lại được ngồi nghe, được giáo dục tư tưởng một chút, xong chúng ta có cái gì ăn, ngồi ăn chung một chút, xong chúng ta về. Thật sự mà nói thời gian không dài, nhưng đây là một khoảng thời gian để chúng ta tích trữ được nguồn năng lượng. Vì sao mà nhiều bé nhỏ, quý vị biết bây giờ tại sao nhiều bé nhỏ mà quý vị coi đi học viết mà già trước tuổi không? Nó già còn hơn mẹ nó nữa. Mẹ nó đi tu, viết rồi mẹ nó trẻ hơn nó. Nó viết nó già hơn mẹ nó luôn. Nhưng Đức nói đây không biết có con cô Diệu Sưng ở đây không biết. Nói con đừng có buồn. Chứ những Đức nói chứ con của Diệu Sưng nó còn già hơn bả. Em biết vì sao? Vì nó căng thẳng quá quý vị à. Nó dồn ép vào cái bộ não nhỏ bé của các cháu. Nó dồn ép đến mức mà các cháu thở không nổi. Cuối cùng thì bực dọc khó chịu, phải đem điện thoại ra để tiêu khiển thời gian, viết rồi chơi trong thế giới ảo. Nên bây giờ trẻ em mà bị bệnh thần kinh, trầm cảm nhiều lắm. Vì cha mẹ thì bận công việc, con thì cầm chiếc điện thoại cứ vuốt suốt, vuốt tới vuốt lui, viết rồi thành bệnh. Buông chiếc điện thoại ra chịu không nổi. Bệnh này là bệnh hại cả đời, chứ không phải nhất thời. Đúng không? Nên quý vị thấy không? Tại sao quý vị có thể tu tập mà quý vị sáng sủa trẻ ra? Vì có thời gian để thở. Nên những Đức nói rằng quý vị mỗi tuần thứ bảy chủ nhật vô đây thở. Mỗi ngày thì nghe những Đức giảng để thở ké. Rồi mỗi tuần vô đây thở thoải mái. Nên có cô kia cô nói rằng ở nhà làm việc đến mức mà đánh giấm còn không hay nữa thầy.
Xong những đứa hỏi cổ vậy vô chùa đánh giấm hay không, có nói đánh cái nào hay cái này. Vì sao? Vì có thời gian để định tâm, nên tiếng gì xuất hiện là đều nghe hết. Còn ở ngoài đời bây giờ bù đầu bù cổ làm suốt dịp Tết này nè. Những đức nói cho quý vị, những người mà nghe Phật Pháp mỗi ngày nghe, không cần phải làm nhiều quá trong dịp Tết. Quý vị không làm nhiều quá, nhưng quý vị lại đứng nhìn ra, nhìn ra cái góc độ để làm một cái còn hơn người ta làm 5-10 ngày nữa. Quý vị phải nhớ rằng con người chúng ta cứ cặm cụi hoài thì bản thân bị sẽ tối, cúi thì tối, ngước thì sáng. Chúng ta cứ cúi đầu hoài chúng ta sẽ không thấy gì hết. Có những lúc chúng ta phải đứng vững để nhìn hoàn cảnh xung quanh, rồi chúng ta mới phát triển được cái khả năng của chúng ta. Đúng không? Cái đặc biệt của sở học của các cháu là các cháu phải dưỡng được cái đầu óc cho nó sáng. Vì thế từ bên kia những đứa đây, qua đây nói chuyện, có cần ghi chép gì không? Một ngày giảng bao nhiêu buổi có cần ghi chép gì đâu. Khỏe re. Quý vị đi hỏi thầy cô giáo dạy coi có cực không? Giảng bài đều có tiết học và thời gian. Giảng theo cái quyển sách giáo lý, giáo khoa đó mà giảng thôi. Đúng không? Từ nơi đó đâu có giảng mở rộng ra nhiều được. Nên nó không phong phú gì mấy. Nên giảng bài các cháu nó ngáp suốt. Có nhiều đứa dưới cầm điện thoại nó bấm nữa chứ, nói chuyện nữa. Nên mấy đứa nhỏ nhỏ mà thầy cô giáo mà giảng bài mà nói chuyện mà không chú tâm thì các con sẽ đoạn duyên về sau các con giảng dạy người khác. Đoạn duyên á, mấy giỡn đâu. Nghe chưa? Cái máy này nè quý vị, dí Quan Âm 19 tháng 2 rất là đẹp, thấy không? Bữa nay ta mới đem mẫu đến. Nhưng Đức nói với cái anh đó làm chất lượng cho tốt, đặt 50.000 cây. Đại lễ vía 19 tháng 2, 19 tháng 2 đợt này dám lên 50.000 người đến lại Quan Âm đó. Máy này quá xịn sò vậy ơi. Quá xịn sò đúng không? Quá đặc biệt mà. Nhìn kỹ đi nghe. Nó quá đẹp luôn mà. Quay 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 nè, nó thấy chưa? Nè, bây giờ là giới thiệu từ đây tới 19 tháng 2 là 50.000 người là chắc chắn luôn. Mà chuyến này chỉ có 1.000 lại Quan Âm thôi, khỏe re. Nên đặc biệt là về chùa lúc nào cũng vui hết quý vị. Về chùa lúc nào cũng vui. Bữa nay hình như là các con khi ăn bánh xong, các con sẽ có 1.000 phần bánh á, để tặng cho mỗi người một phần, không biết đủ hay không. Mà riêng các cháu là chắc chắn có. Mỗi cháu một phần bánh, hình như cái đó là mứt hay gì đó, một phần vậy nè. Nó chắc cũng khoảng 300-400 gram. Nên những đức mong rằng cái lớp học của chúng ta mỗi cháu sẽ học được. Cái quan trọng là gì? Nói thật, không nói lời giả dối. Của cải người ta không tham lam. Và đối với cha mẹ không hỗn ẩu. Nhớ nghe. Nói thật, không tham. Đối với cha mẹ phải lễ phép. Đây là tố chất để thành đạt cho các con đó. Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nay những cháu nào sinh nhật lên đây. Ai sinh nhật lên đây, chúng ta niệm Phật chút nè các con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Những người sinh nhật lên đây. Chắc không phải cô Nhật ghi à, không biết. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Các con nhớ là mình còn nhỏ, sinh nhật của mình á là mình mua quà tặng cho cha mẹ chứ không phải là đòi quà của cha mẹ đâu. Vì chúng ta chưa làm được việc gì cho cha mẹ mà đòi quà gì đây. Nên từ nơi đó mà ở đây á, các cháu được sinh nhật là nhà Đức tặng cho con heo với cái máy bấm số niệm Phật để làm chi? Biết bỏ ống để mua quà cho cha mẹ. Mỗi năm mua quà cho cha mẹ của mình. Không phải là cha mẹ cần quà đó đâu, mà bổn phận làm con mình làm vậy cha mẹ mình rất là vui lòng khi con còn nghĩ đến cha mẹ. Nên nhà Đức tập cho các con vậy đó. Rồi ngày nay là ở đây được niệm Phật nè, được nghe giáo dục nè, nên các con có phước để hồi hướng cầu an cho cha mẹ của mình được có sức khỏe, gia đình mình được bình an hạnh phúc. Giờ chúng ta chắp tay hồi hướng này các con. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Các cháu mỗi tuần về chùa đều được làm lễ phóng sanh, nên nó trưởng dưỡng lòng từ cho các cháu càng ngày càng lớn, phước duyên các con càng ngày càng lớn nha. Nên các cháu về chùa mình những đứa cầu nguyện tam bảo gia hộ cho các con, bé nào cũng dễ dạy dễ nuôi, ăn ngon ngủ yên, biết nghe lời cha mẹ, không có hỗn ẩu với cha mẹ nha. Bây giờ chúng ta nguyện đem cái công đức của mình tu tập buổi chiều ngày hôm nay nè, nguyện hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta có điểm về đây nương tựa tu hành. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ, anh chị em của chúng ta trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, luôn luôn được bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn và tất cả những người mắc trong gia đình chúng ta mà chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này mà phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các con nhớ là mình được làm lễ phóng sanh nên con ruồi, con muỗi, con kiến mình cũng không dám giết, nghe không? Mình giết nó cũng đau, vì bản thân mình cũng muốn sống, nó cũng muốn sống, các con nhớ đó. Nên mình không có giết nó. Vậy thì các con trưởng dưỡng được lòng từ và các con có phước báo nghe. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y nè, xong mình thả chim nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ,
quy y tăng không đọa bàn tăng, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim này các con. A Di Đà Phật, 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 Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về trong tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc ông bà cha mẹ của các cháu và các cháu luôn luôn an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật.